Xin trân trọng chào đón các quý vị đang cùng tham dự buổi hội thảo trực tuyến có chủ đề Vai trò của Hội đồng Quản trị với chương trình quản lý khủng hoảng thời COVID do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam VIOD và Deloitte phối hợp tổ chức. Đây là buổi hội thảo trực tuyến thứ tư do VIOD tổ chức và cũng là hội thảo thứ hai hợp tác cùng Deloitte nằm trong chuỗi hội thảo chuyên đề Hội đồng Quản trị Kiên Tâm. Chuỗi chương trình hội thảo này được chúng tôi thiết kế dành riêng cho các thành viên Hội đồng Quản trị và các lãnh đạo điều hành cấp cao, giúp các công ty có được góc nhìn đa chiều về chương trình quản lý khủng hoảng trong thời kỳ COVID-19. Kính thưa các quý vị, đại dịch COVID-19 có thể là phép thử về sự năng động của Hội đồng Quản trị trong việc giám sát chương trình quản lý khủng hoảng của doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị cần chủ động nhận diện và đánh giá được các rủi ro mới phát sinh trong thời kỳ khủng hoảng cũng như các cơ hội mà doanh nghiệp có thể nắm bắt được trong giai đoạn này. Câu hỏi rất lớn đặt ra ở đây là các thành viên Hội đồng Quản trị trong giai đoạn này cần làm gì để chương trình quản lý khủng hoảng được công ty thực thi một cách có hiệu quả nhất. Và để giúp quý vị có thể giải đáp phần nào câu hỏi đó, tôi xin được phép giới thiệu chương trình của buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Trong phần mở đầu, ông Ivan Phạm, Phó Tổng Giám đốc của Deloitte Việt Nam sẽ trình bày về vai trò của Hội đồng Quản trị đối với chương trình quản lý khủng hoảng thời COVID. Sau phần trình bày của ông Ivan Phạm, chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ và tọa đàm với các khách mời của chương trình. Tôi xin được trân trọng giới thiệu với các quý vị, khách mời đến với hội thảo của chúng ta ngày hôm nay gồm có ông Vũ Quang Thịnh. Ông là Tổng Giám đốc của Quỹ Đại Nam Capital và đặc biệt ông đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của VIOD. Cùng tham gia phần tọa đàm chia sẻ với ông Vũ Quang Thịnh là bà Chu Thị Thanh Hà. Bà là Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phần mềm FPT. Ông Vũ Quang Thịnh, bà Chu Thị Thanh Hà và ông Ivan Phạm sẽ chia sẻ cùng với các quý vị những quan điểm về vai trò của Hội đồng Quản trị cũng như những kinh nghiệm thực tiễn của họ trên các cương vị khác nhau từ quản lý, quản trị đến điều hành. Phần chia sẻ và giao lưu này sẽ do ông Nguyễn Viết Thịnh là Tổng Giám đốc của VIOD điều phối. Với thời lượng 75 phút của chương trình, chúng tôi mong rằng các quý vị sẽ có thêm thông tin về vai trò của Hội đồng Quản trị trong chương trình quản lý khủng hoảng. Và ở vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị hay là các thành viên Hội đồng Quản trị, quý vị sẽ có thể hiểu rõ hơn các quan điểm điều hành và ứng phó với khủng hoảng của các Tổng Giám đốc hay là các vị trí điều hành chủ chốt trong công ty trong bối cảnh chịu nhiều tác động của đại dịch như thời gian này. Cuối buổi hội thảo, chúng tôi sẽ tiến hành một khảo sát nhỏ về công tác tổ chức và chất lượng của chương trình. Để giúp ban tổ chức nâng cao chất lượng các buổi hội thảo tiếp theo, xin quý vị dành chút thời gian hoàn thành khảo sát ở cuối chương trình. Phiếu khảo sát có thể được thực hiện thông qua ứng dụng Zoom hoặc bằng cách truy cập đường link trong cửa sổ chat ở cuối hội thảo. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, bây giờ để bắt đầu chương trình, tôi xin phép được giới thiệu ông Ivan Phạm trình bày về vai trò của Hội đồng Quản trị đối với chương trình quản lý khủng hoảng thời COVID. Xin được giới thiệu qua về quý vị, ông Ivan Phạm là Phó Tổng Giám đốc của Deloitte Việt Nam. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán và quản trị rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực tuân thủ, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, kiểm toán công nghệ thông tin. Vâng, bây giờ tôi xin phép được nhường lời lại cho ông Ivan Phạm và xin mời ông Ivan Phạm. Hello, Vinh đã cảm ơn đã giới thiệu Ivan. Trước khi bắt đầu thì là Ivan cũng muốn giới thiệu mình một chút. Hiện tại thì Ivan đang là Phó Tổng Giám đốc của Deloitte, chuyên phụ trách về mảng quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ cũng như tái cấu trúc doanh nghiệp. Thì Ivan đã có 12 năm công tác tại Việt Nam. Trước đó thì khoảng 20 mấy năm Ivan đã sống và làm việc ở Mỹ. Hiện tại như các anh chị đã biết, chúng ta đang trải qua một cái thời kỳ vô cùng khó khăn mà gần như cái sức ảnh hưởng chưa có tiền lệ trước đây. COVID-19 đã và đang thay đổi hoàn toàn cách chúng ta đang sống, cách chúng ta làm việc, cách các doanh nghiệp kinh doanh và đồng thời cũng tạo ra khủng hoảng chính trị giữa các nước, đặc biệt là Trung Mỹ. Thì ở Việt Nam, chuyện gì đang xảy ra? Ở Việt Nam thì chúng ta đang kiểm soát bệnh dịch rất tốt và là một nước duy nhất được đánh giá cao về kiểm soát bệnh dịch này. Tuy nhiên, cái giá phải trả vì vấn đề cách ly thì chắc chắn cũng rất lớn. Rất nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng như ngành hàng không, du lịch, giáo dục, sản xuất, bất động sản, bán lẻ, v.v. Tuy nhiên, cũng có một số ngành được hưởng lợi như dược phẩm, logistics, dịch vụ giao thông, buôn bán online. Khi mà COVID xảy ra thì cái này cũng chưa ai biết nó là cái gì. Thì câu hỏi đầu tiên đặt ra là làm sao chúng ta trải qua được cái cơn sóng này đây? Đâu là những cái rủi ro trọng yếu mà doanh nghiệp phải đối mặt trong cái thời COVID này? Và chúng ta phải xử lý nó như thế nào? Chúng ta đã có những cái hệ thống quy trình, con người để nhận diện, đánh giá và phản ứng với những cái rủi ro khủng hoảng này chưa? Và vai trò của các bên liên quan là gì? Đặc biệt là vai trò của Hội đồng Quản trị trong cái thời COVID này.
Thì hôm nay phần trình bày của Ivan sẽ tập trung vào ba nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói sơ lược về ảnh hưởng của khủng hoảng và những rủi ro chiến lược tại doanh nghiệp trong cái thời COVID-19. Thứ hai, chúng ta sẽ nói một tí xíu về quản lý rủi ro trong thời COVID. Nó là một cái cuộc chạy đua đường dài. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhấn mạnh về cái vai trò của hội đồng quản trị trong cái việc quản lý khủng hoảng này nó như thế nào. Thì đã có một cái bức tranh toàn cảnh tí xíu về ảnh hưởng đến Việt Nam, thì là chắc các anh chị cũng đã nhìn qua rồi. Ivan sẽ đi sơ lược về cái này một cách nhanh chóng thôi. Theo IMF thì là dự báo GDP của Việt Nam sẽ giảm từ 6.7 cho tới 2.7%. Và theo một nguồn khác từ VCCI thì các anh chị sẽ thấy tác động trên những cái doanh nghiệp Việt Nam rất lớn. Cái khảo sát này đã dựa trên 700 doanh nghiệp bao gồm khối tư nhân, nhà nước và FDI. Thì các anh chị thấy trên màn hình là 83.3% doanh nghiệp phải thu hẹp thị trường. 92 doanh nghiệp dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng âm của năm nay so với cái năm 2019. 52 doanh nghiệp thì chắc chắn là thiếu vốn và tiền kinh doanh. Và đương nhiên vào một số không ít những cái doanh nghiệp khác thì cạn dòng tiền, phải giảm lao động hay là ngừng hoạt động. Một cái nguồn khác, nhìn cái bức tranh trên thế giới thì các anh chị sẽ thấy là về tỷ lệ phá sản dự báo trong 2020 thì ít nhất là sẽ là 2.1% ở Đông Âu, 2% ở Mỹ và 4.2% ở châu Á Thái Bình Dương. Ở Việt Nam thì theo một nguồn từ Việt Nam Briefing thì có lẽ là ít nhất sẽ 35.000 doanh nghiệp Việt Nam phá sản trong quý 1. Và cái này cũng đã là cách đây khoảng một tháng, thì có lẽ là cái dữ liệu mới chúng ta sẽ thấy cái con số còn khủng hoảng hơn như thế nào. Tiếp theo là một cái dự báo khác cũng từ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân VCCI, thì các doanh nghiệp Việt Nam đang ảnh hưởng nhiều nhất là về việc sản xuất, từ 40-50%. Các anh chị thấy là sản xuất phải ngưng hoạt động hoặc là sản xuất dưới mức bình thường. Về vấn đề nguồn thu chắc chắn là sụt giảm, từ 40-60% là bị giảm nguồn thu hoặc là không có nguồn thu. Và những cái khác là chúng ta nói về cái vấn đề là thiếu nguồn nguyên liệu, hoặc là sản xuất đầu ra nhưng mà không có chỗ để tiêu thụ. Thì tất cả những cái trên sẽ làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại cái cách chúng ta đang làm việc, chiến lược phát triển cũng như cái model mà chúng ta đang kinh doanh. Thì những cái này thường thường là xảy ra bởi những cái nguyên nhân chính, chẳng hạn như là đứt đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, bất ổn địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, bây giờ tới khối châu Âu và giữa Mỹ và Australia. Hướng tiêu dùng của mọi người chắc chắn sẽ thay đổi, từ offline chúng ta bắt đầu buôn bán mọi thứ online, và cơ chế những chính sách thay đổi cũng như là những cái vấn đề về bảo mật thông tin, an ninh mạng khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang làm việc online và cũng như là làm kinh doanh online. Thì Ivan lấy một cái ví dụ khi nói về cái đứt đoạn chuỗi cung ứng, thì ở cái thời COVID này thì chúng ta nên cần làm cái gì, thì có 3 điểm chính. Thứ nhất, khi nó xảy ra chúng ta phải ứng phó. Thứ hai, chúng ta phải phục hồi, và cái cuối cùng là phát triển. Về ở góc độ bước thứ nhất, ứng phó, điều đầu tiên là chúng ta cần phải nhận diện ra những cái rủi ro trọng yếu có thể xảy ra trong chuỗi cung ứng và phải xây dựng những kế hoạch ứng phó của nó. Thứ hai là chúng ta phải xây dựng được những cái kế hoạch dự phòng cho các những cái kịch bản khác nhau. Thứ ba là chúng ta phải xây được cái chiến lược hàng tồn kho, làm sao nó phù hợp với những cái kịch bản mà nó có thể xảy ra. Sau đó tới cái giai đoạn phục hồi. Thì bước thứ hai, khi mà chúng ta tới phục hồi là chúng ta cần phải thiết lập lại cái mạng lưới cung ứng đã từng đa quốc gia. Chúng ta phải hợp tác với khách hàng hoặc là nhà cung cấp để đảm bảo rằng cung gặp cầu và cầu gặp cung. Và cuối cùng là chúng ta phải có cách quản lý linh hoạt về vấn đề hàng tồn kho và dòng tiền của mình. Và cuối cùng, sau khi chúng ta phục hồi thì chúng ta sẽ tới cái giai đoạn là phát triển. Thì ở giai đoạn phát triển này thì chúng ta phải cần thiết phải thiết lập những cái kiểm soát về dự báo và cảm nhận các thay đổi để ứng phó với những cái rủi ro. Đây là cái thời điểm thích hợp để chúng ta tái cấu trúc mạng lưới cung cấp để tăng cường cái khả năng phục hồi nếu mà nó sẽ tiếp tục xảy ra. Và cuối cùng là chúng ta sẽ suy nghĩ tới có nên triển khai về, chúng ta nói những cái như cách mạng 4.0 và những chuyển đổi số, và những cái đó sẽ giúp cải thiện cái nhìn thông suốt từ đầu tới đích, đồng bộ hóa và cũng như là tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng của mình. Tiếp theo, Ivan sẽ chia sẻ là một cái nghiên cứu gần đây của Deloitte về tác động của những cái dịch bệnh tới cái ngành kinh tế của thế giới. Thì COVID đã ảnh hưởng tới các ngành
có sự khác nhau rất lớn. Một số ngành thì chịu ảnh hưởng rất nhiều và rất nhiều doanh nghiệp là có thể phá sản. Nhưng mà trong khi đó cũng sẽ có một số ngành là sẽ làm ăn rất tốt và có cơ hội phát triển rất tốt. Thì đây là một cái mô hình của Deloitte. Mô hình này gọi là mô hình gián đoạn và cơ hội, để giúp các doanh nghiệp của các anh chị định hướng chiến lược tùy theo mức độ ảnh hưởng và cơ hội của mình, và từ đó đưa ra những cái quyết định đúng đắn trong cái thời COVID này. Ivan lấy một cái ví dụ. Thí dụ như nếu mà các doanh nghiệp của các anh chị đang nằm trong cái ô xét lại ưu tiên phía trên trái màu xám, như là bán lẻ, du lịch hay bất động sản thương mại, là những cái doanh nghiệp mà bị gián đoạn và ảnh hưởng cao thời COVID, nhưng mà cái cơ hội tăng trưởng lại cũng rất là thấp, không có nhiều, thì các bạn nên làm cái gì? Thì thường thường những cái doanh nghiệp này người ta sẽ tập trung vào vấn đề cắt giảm chi phí, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và chuyển những cái sáng kiến đột phá sang những cái sáng kiến cốt lõi để làm sao cho doanh nghiệp của mình sống còn qua cái giai đoạn này. À, nếu mà cái doanh nghiệp của các anh chị nằm trong cái ô nhảy vọt phía trên màu xanh dương, thì chẳng hạn như là về ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thì các anh chị có thể suy nghĩ về đầu tư vào những cái mô hình kinh doanh mới. Chẳng hạn như các anh chị thấy giống như là vấn đề giáo dục, là nếu những cái công ty giáo dục nào mà đã có cái nền tảng tốt và chuyển qua online ngay lập tức thì họ vẫn tiếp tục grow và phát triển. Trong khi những cái công ty giáo dục mà không có những cái platform, không có những cái technology, những cái công nghệ để chuyển qua online thì họ bắt buộc phải shut down hoàn toàn. Thì cái đó là những cái mà chúng ta có thể nhìn tới. Và cái nếu mà doanh nghiệp của anh chị nằm trong cái ô tăng tốc, là cái ô phía dưới bên phải màu xanh, như là công nghệ thông tin, dược phẩm, dịch vụ giao hàng, thì các anh chị nên xem xét tất cả những cái sáng kiến chuyển đổi có thể tạm dừng và thay vào đó tập trung vào đầu tư, tăng cường vào những cái business cốt lõi của mình, hoặc là tìm kiếm những cái cơ hội mua bán, sáp nhập những cái công ty khác. Thì cũng như các anh chị cũng biết là rất nhiều cái công ty đa quốc gia và những công ty có người ta gọi là deep pocket, có rất là nhiều tiền, thì đây chính là những cái cơ hội mà họ bắt đầu kiếm những cái công ty mà đang bị cái vấn đề về vấn đề hoạt động, về vấn đề dòng tiền, và họ mua lại với một giá rất rẻ ha. Và cái ô còn lại là cái ô còn định, là ổn định, thì những cái doanh nghiệp nào mà nằm trong cái ô này, có nghĩa là những cái doanh nghiệp mà bị gián đoạn thấp nhưng mà cái cơ hội cũng thấp, thì đa số chúng ta cũng không cần làm gì nhiều, chỉ duy trì cái chiến lược và những cái hoạt động của mình bình thường. Tiếp theo, Ivan muốn chia sẻ một tí xíu về cái vấn đề quản lý rủi ro khủng hoảng thời COVID, thì nó sẽ là một cái cuộc đua đường dài. Vì sao? Vì chúng ta đều biết rằng là COVID sẽ không phải biến mất một sớm một chiều, mà COVID có thể rất sẽ có khả năng cùng tồn tại với chúng ta. Và chúng ta sẽ cần làm gì để quản lý rủi ro thời COVID này, cũng như chuẩn bị cho những cái khủng hoảng khác có thể xảy ra. Thì khi nói về khủng hoảng, thì quản lý khủng hoảng không nên xuất phát từ một cuộc khủng hoảng, vì đợi khi tới lúc đó thì có thể là nó đã quá muộn để chúng ta giải quyết cái vấn đề. Mà khủng hoảng nên là một cái chuỗi hoạt động liên tục, và nó bắt đầu từ việc là chúng ta sẽ phải đánh giá những cái tín hiệu thay đổi trong cái môi trường làm việc của chúng ta, trong cái môi trường từ bên trong và bên ngoài. Ở đây chúng ta có bốn một cái điểm chính ai vùng muốn nhấn mạnh từ hiện trạng tới tương lai. Thì điểm thứ nhất là vấn đề về rủi ro. Chúng ta phải hiểu rõ là cái hiện trạng của chúng ta đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta phải cần hiểu rõ về cái môi trường và những cái yếu tố liên quan tác động tới nó. Thứ hai, vấn đề sự cố. Khi sự cố xảy ra, chúng ta đã có kế hoạch ngăn chặn, quản lý sự cố và khủng hoảng hay chưa? Các kịch bản có được thảo luận ngay lập tức ở các cấp cao trong doanh nghiệp hay không? Chúng ta sẽ quản lý sự cố hay là khủng hoảng này như thế nào? Chúng ta đã chuẩn bị cho những cái tình huống mà xấu nhất có thể xảy ra hay chưa? Thứ ba, trong khủng hoảng thì chúng ta sẽ ứng phó và duy trì khủng hoảng như thế nào, và chúng ta sẽ duy trì hoạt động liên tục như thế nào, và cuối cùng là trong trạng thái bình thường mới, là sau khi mà chúng ta đã giải quyết khủng hoảng rồi thì chúng ta đã có những cái bài học kinh nghiệm nào, những cái học hỏi nào, chúng ta sẽ xây dựng lại những cái gì, và chúng ta có đã trở nên mạnh mẽ hơn trong cái thời trước COVID hay chưa. Ivan lấy một cái ví dụ, cách đây không lâu thì Deloitte có tổ chức một cái buổi hội thảo về an ninh mạng. Thì khi đó Ivan có để ý có một chị cũng tương đối lớn tuổi thì tham gia vào cái hội thảo về an ninh mạng này. Thì sau khi cái buổi hội thảo chấm dứt thì Ivan có hỏi chị
là ủa tại sao chị lại không cử giám đốc công nghệ thông tin hay là một ai đó trong cái bộ phận IT tham gia để hiểu về vấn đề này mà sao chị phải đích thân đi. Thì chị mới giải thích với Ivan là chị nói là thú thật với Ivan là gần đây tôi mất khoảng gần $1,000,000 vì vấn đề bị tấn công an ninh mạng. Và thật sự là công ty của tôi cũng không biết nhiều gì vấn đề này. Trong khi là tất cả mọi người chúng ta gần đây đều nghe, và ngay công ty chị cũng nghe là an ninh mạng là một cái rủi ro, là một cái khủng hoảng có thể xảy ra. Nhưng mà cái điều ở đây là không ai nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Và tới khi mà nó đã xảy rồi thì bắt đầu chúng ta mới mất bò mới lo làm chuồng. Thì đây là một cái ví dụ rất điển hình mà của các doanh nghiệp đang phải gặp phải, và đặc biệt là những cái doanh nghiệp chúng ta trong cái thời khủng hoảng này. Và để chia sẻ thêm thì cho các anh chị hiểu rõ hơn về chúng ta nên cần làm gì và cái khung quản lý khủng hoảng như thế nào, thì Ivan sẽ chia sẻ một cái khung quản lý khủng hoảng của Deloitte. Cái khung này sẽ giúp cho các anh chị quản lý khủng hoảng một cách toàn diện, một cách tiếp cận có tổ chức và có hệ thống. Cái khung của Deloitte gồm 3 nhóm chính, thì chúng ta sẽ không đi quá chi tiết vào từng cái component, từng cái khấu phần của từng nhóm, mà chúng ta sẽ đi theo từng nhóm tổng thể. Cái nhóm thứ nhất là các anh chị thấy là nó gọi là cơ cấu ứng phó của tổ chức, là cái nhóm màu xanh lá. Thì cái nhóm này cần cái gì? Cái nhóm này là cần yêu cầu doanh nghiệp chúng ta phải có một cái đội ngũ có kỹ năng và kinh nghiệm trong cái việc ứng phó khủng hoảng như thế nào, và phải có một cái quy trình đơn giản để hướng dẫn việc thực thi có hiệu quả, và đồng thời về cái phân quyền phân nhiệm chính xác và mạch lạc. Thì cái vai trò của hội đồng quản trị trong cái này là gì? Thì vai trò hội đồng quản trị trong cái nhóm này là cần đảm bảo rằng doanh nghiệp chúng ta phải có một cái kế hoạch quản lý khủng hoảng cho nó phù hợp. Nhóm thứ hai là nhóm ứng phó, là cái nhóm màu xanh dương đậm. Thì doanh nghiệp cần làm cái gì ở đây? Doanh nghiệp cần phải có một cái quy trình phân tích những cái tình huống khác nhau, nhận diện ra được những cái vấn đề và các nguyên nhân, và từ đó để ra những cái hành động ứng phó. Các cái quyết định này và những cái hành động ứng phó này nên được truyền thông một cách rõ ràng, một cách minh bạch cho tới các bên liên quan. Thì vai trò của hội đồng quản trị là gì trong cái nhóm này? Thì là vai trò của hội đồng quản trị cần truyền thông cùng với ban điều hành một cách nhất quán về cái công tác quản lý khủng hoảng cũng như ứng phó đến những cái bên liên quan như thế nào. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm cuối cùng, phương pháp ứng phó màu xanh nhạt. Thì nhóm này yêu cầu phải doanh nghiệp phải có một cái bức tranh toàn cảnh về cái vấn đề khủng hoảng, bao gồm phải thiết lập được một cái cơ chế theo dõi các sự kiện và các hành động ứng phó, và từ đó để kịp thời thay đổi nếu mà có những cái biến chuyển nào khác. Thì vai trò hội đồng quản trị trong cái nhóm này là giám sát các hành động ứng phó của ban điều hành trong quản lý khủng hoảng. Thì gần đây Ivan cũng đã tiếp xúc với một số doanh nghiệp, thì là các doanh nghiệp tự là cũng chưa có ready mà có một cái khung khủng hoảng, tới khi khủng hoảng xảy ra bây giờ họ mới bắt đầu làm. Và cái vấn đề câu hỏi ở đây là hiện tại bây giờ tôi làm có quá muộn hay không, thì cái câu trả lời chúng ta phải nên hỏi là không phải là bạn còn thời gian để làm hay không, mà câu hỏi nên đặt ra là vậy chúng ta có còn may mắn để có thời gian làm sự thay đổi đó hay không. Và trước khi tiếp theo cái phần cuối cùng thì là Ivan xin đặt một cái câu hỏi cho các anh chị về cái vai trò của hội đồng quản trị trong việc quản lý khủng hoảng trong thời Covid này là như thế nào. Ivan xin ban tổ chức chia sẻ câu hỏi. Rồi, câu hỏi sau đây. Theo các anh chị, đâu là những hành động mà hội đồng quản trị nên thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng? Đáp án 1. Hội đồng quản trị cần thay mặt ban điều hành để đưa ra các quyết định liên quan đến việc bảo vệ sự an toàn cho nhân viên, tài sản, hoạt động của doanh nghiệp. Đáp án 2. Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào việc trao đổi với các bên liên quan, bao gồm người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, để đưa ra các thông điệp rõ ràng và tạo sự tin cậy với các bên có liên quan. Đáp án 3. Hội đồng quản trị cần tăng cường tần suất trao đổi với ban điều hành để giám sát xử lý các vấn đề phát sinh ở cấp độ chiến lược. Hội đồng quản trị cũng cần rà soát cách thức mà tổ chức sẽ phản hồi đối với những kịch bản khủng hoảng khác nhau. Và đáp án cuối cùng, đáp án 4. Do vai trò thực thi thuộc về ban điều hành thì hội đồng quản trị nên đứng yên để ban điều hành hành động. Thì các anh chị sẽ có khoảng 20 giây để trả lời câu hỏi này, và sau đó xin ban tổ chức bắt đầu bấm giờ và chia sẻ kết quả sau khi kết thúc ạ.
chúng ta đã có câu trả lời. Đa số các anh chị chọn đáp án thứ 3, có nghĩa là hội đồng quản trị cần tăng cường tần suất trao đổi với ban điều hành để giám sát xử lý các vấn đề phát sinh ở cấp độ chiến lược. Hội đồng quản trị cũng cần ra soát cách thức mà tổ chức phản hồi với các kịch bản khủng hoảng khác nhau. Chúc mừng các anh chị, câu đáp án chính xác nhất sẽ là câu thứ 3. Thì đa số khi trong cái vấn đề quản lý khủng hoảng thì vai trò của hội đồng quản trị thường thường vai trò của hội đồng quản trị là cái cơ quan oversight, chịu trách nhiệm giám sát và challenge ban điều hành. Hội đồng quản trị thường thường sẽ không can thiệp vào những cái hoạt động hàng ngày của ban điều hành. Cảm ơn. Và Ivan xin chia sẻ cái phần cuối cùng là cái phần vai trò của hội đồng quản trị là gì trong quản lý khủng hoảng. Thì hiện tại các anh chị cũng biết chúng ta là đang trong khủng hoảng rồi. Thì chúng ta sẽ làm cái gì? Ở đây có rất nhiều cái bullet point đã Ivan chia sẻ với anh chị. Nhưng mà Ivan sẽ tập trung vào một số cái điểm chính và các anh chị cần lưu ý. Thứ nhất, hiện tại trong khủng hoảng thì vai trò của hội đồng quản trị nên cần tham gia một cách chủ động và tích cực, thường xuyên và hỗ trợ ban điều hành. Thứ hai là cái điểm cực kỳ quan trọng là ban điều hành sẽ làm việc với hội đồng quản trị rất là thường xuyên và hội đồng quản trị phải có những cái cơ chế phản hồi và ra quyết định nhanh giúp ban điều hành quản lý khủng hoảng. Ivan còn nhớ theo tỷ phú Bezos của Amazon, ông ta đã từng nói rằng cái tốc độ là vấn đề quyết định trong kinh doanh. Theo ông, quyết định nhanh quan trọng hơn là cái quyết định đúng. Tại vì trên thực tế, đa số những cái trường hợp khi mà các bạn đợi đầy đủ thông tin để ra quyết định thì đôi khi lúc đó nó đã quá chậm mất rồi. Vấn đề hậu khủng hoảng thì là thường thường các vai trò của hội đồng quản trị là cái gì? Thì vai trò của hội đồng quản trị là cần nhìn lại cách thức ban điều hành xử lý khủng hoảng như thế nào, những cái quy trình, những cái năng lực, cách thức thực hiện, đánh giá lại cái công tác quản lý khủng hoảng và làm sao cho chuẩn bị trong tương lai. Vì cái điều tiếp theo chúng ta biết, COVID sẽ sống cùng với chúng ta. Việt Nam đã làm tốt giai đoạn 1, nhưng mà nếu COVID trở lại đợt 2 thì như thế nào? Từ đó chúng ta sẽ rút ra những cái bài học kinh nghiệm và cái trạng thái bình thường mới. Thì cái khung này nó sẽ lặp đi lặp lại sau hậu khủng hoảng. Thì các anh chị thấy nó sẽ chạy ngược ra lại trước khủng hoảng là như thế nào. Thì ở đó, vai trò trước khủng hoảng, hội đồng quản trị sẽ nhìn lại. Vậy cái kế hoạch quản lý khủng hoảng của chúng ta có hợp lý chưa? Có phù hợp hay không? Vấn đề con người, vấn đề quy trình, vấn đề thông tin truyền thông, cơ chế báo cáo giám sát như thế nào? Và cái quan trọng cuối cùng là cái chúng ta phải thực tập. Bất cứ làm cái gì cũng vậy, văn ôn võ luyện phải thực tập. Thì khi tình huống xảy ra chúng ta không bị lung túng. Giống như các anh chị biết, đa số doanh nghiệp của chúng ta đều thực tập phòng cháy chữa cháy. Tại sao chúng ta phải làm phòng cháy chữa cháy? Cháy có nghĩa là một cái khủng hoảng lớn, và chúng ta sẽ không bao giờ đợi tới khi mà đã cháy chúng ta mới bắt đầu thực tập. Thì khủng hoảng cũng thế. Thì đó là những cái mà chúng ta phải thực tập liên tục, và ít nhất là một năm một lần, để đảm bảo rằng khi những cái tình huống đó xảy ra chúng ta biết phải làm gì, và cái thời gian để chúng ta ứng phó nó sẽ nhanh hơn nhiều. Và cái thời gian đó chính là cái sự quyết định sự sống còn của doanh nghiệp của chúng ta so với các những trường khác. Vậy để kết thúc, thì quản trị rủi ro là gì? Quản trị rủi ro là nền tảng cho cái chương trình quản lý khủng hoảng, mà quản lý khủng hoảng là cái cốt lõi sống còn để doanh nghiệp phát triển bền vững. Thì hội đồng quản trị luôn nên ý thức về cái vai trò giám sát của mình trong việc xây dựng và thực hiện chương trình quản lý khủng hoảng từ ban điều hành như thế nào. Cũng như Charles Darwin đã từng nói, trong cuộc chiến sinh tồn, loài sống sót không phải là cái loài mạnh hay là cái loài thông minh nhất, nhưng mà là cái loài dễ thích nghi nhất với sự thay đổi. Sau đây thì Ivan xin hết cái phần trình bày của mình, và xin ban tổ chức chuyển qua cho anh Thịnh, CEO của VILD, để chúng ta có thể tiếp tục cái phần tọa đàm với các diễn giả. Thank you. Vâng, cảm ơn anh Ivan đã có một cái phần trình bày và chia sẻ rất là tổng quát về cái vai trò của hội đồng quản trị với khung của quản lý rủi ro khủng hoảng. Và tôi xin được bắt đầu từ cái thông điệp cuối cùng của anh Ivan ở trong bài, lấy từ một cái học thuyết tiến hóa của Darwin. Và Darwin có nói rằng là cái loài nào mà tồn tại được ấy, là cái loài đó là phải thích ứng một cách nhanh nhất, chứ không phải là loài nào khỏe nhất đúng không? Hoặc là loài nào thông minh nhất. Thế thì làm thế nào để có thể tồn tại và thích ứng và đáp ứng một cách nhanh nhất ạ? Thì đấy chính là một trong những cái mà chị có thể làm, đó là thực hành một cái khung quản trị rủi ro, một cái
trình quản lý rủi ro khủng hoảng thật tốt. Đó. Và trong cái phần tọa đàm tiếp theo, trong vòng khoảng 45 phút tiếp theo, thì tôi xin được giới thiệu với các quý vị, các cái khách mời tham gia chương trình của ngày hôm nay là ông Vũ Quang Thịnh, CEO của Đại Nam Capital. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của VIVD và ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của các một số các cái công ty khác mà Đại Nam có Capital có vốn đầu tư vào. Và khách mời thứ hai tôi xin giới thiệu bà Chu Thị Thanh Hà, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty phần mềm FPT, một doanh nghiệp làm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe các cái diễn giả trao đổi và chia sẻ các cái kinh nghiệm của họ liên quan đến thực hành và cái thông lệ tốt về cái khung quản trị rủi ro của các doanh nghiệp của họ. Vâng, thế thì cái phần đầu tiên tôi xin phép được mời bà Chu Thị Thanh Hà có thể chia sẻ giúp chúng tôi về cái cách thức mà FPT, một cái công ty mà dựa trên cái nền tảng phần mềm, dựa trên nền tảng công nghệ, đã đối phó với cả chương trình khủng hoảng như thế nào. Và xin mời bà Hà. Xin chào các anh các chị. FPT Software thì cũng là đơn vị rất là đặc thù, có 25 đại diện văn phòng ở các nước, có hơn 3.000 nhân viên của mình đang ở nước ngoài, 14.000 nhân viên ở Việt Nam. Nên là cái ảnh hưởng của cái đại dịch Covid này cũng rất là nặng nề. Và nó cũng đòi hỏi là hội đồng quản trị cũng như ban điều hành của FPT Software là phải lên các cái phương án để mà ứng phó với đại dịch cũng khá là phức tạp ở Việt Nam và trên toàn cầu. Như các anh chị đã biết thì cái đại dịch này nó ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các doanh nghiệp ở trên thế giới và ở Việt Nam. Đặc biệt là các khách hàng, hàng ngàn khách hàng của FPT Software thì đều nằm ở những cái nước mà thường là cái đại dịch xảy ra rất là nặng nề, từ Nhật Bản đến Mỹ đến Đức, Pháp, rồi Singapore, rồi Hàn Quốc, tức là khắp nơi đều có những cái khách hàng cũng như là nhân viên của mình đang ở những cái tâm dịch. Thế nên là FPT Software cũng không ngoại lệ, tức là phải đối mặt với những cái công tác phòng chống trong cái thời kỳ khủng hoảng như này. Về những cái nhóm khủng hoảng của doanh nghiệp mà FPT Software phải đối mặt, tức là nó là mất cân bằng cung cầu này, rồi các cái khủng hoảng về thanh khoản, về tài chính, rồi đứt gãy trong các chuỗi cung ứng, và đặc biệt cái ảnh hưởng nặng nề nhất tức là cái biến đổi cái môi trường làm việc của mình. Bởi vì là một cái công ty mà nhân sự rất là đông và trải khắp ở các nước trên toàn cầu, nên là cái môi trường làm việc mình phải thích ứng rất là nhanh trong cái tình huống mà cái dịch Covid nó xảy ra, nó cũng thay đổi hàng ngày luôn. Những cái quy trình mà FPT Software đặt ra để mà ứng phó với dịch thì nó cũng gồm 10 bước căn bản, từ cái kế hoạch không xử lý tình huống, các cái tình hình thay đổi như thế nào và xem xét các vấn đề tài chính. Nói tóm lại là tất cả các cái quy trình đã được hội đồng quản trị cũng như ban điều hành là đặt ra để mà ứng phó với dịch. Thực tế ở tại FPT Software thì ngay từ những ngày đầu của tháng 2, khi mà dịch ở Việt Nam vẫn chưa khốc liệt, thì ở các nước là FPT Software đã phải đối mặt và các cái phương án mà gọi là đi lại giữa nhân viên, bởi vì FPT là có hàng ngàn dự án ở nước ngoài và nhân viên của mình thì thường bay sang các nước để làm việc với khách hàng, rồi hết dự án thì bay về. Thế là khi mà cái dịch nó xảy ra thì cái ảnh hưởng đầu tiên đấy chính là cái việc đi lại của mình nó bị ngưng trệ. Và các cái cách ly, các cái hoạt động cách ly, khi mà nhân viên của mình bay về Việt Nam cũng phải cách ly, và nhân viên của mình bay ra nước ngoài thì cũng phải thực hiện các biện pháp cách ly, cho nên là nó rất là phức tạp. Thế nên là trong cái kế hoạch khung của mình thì FPT Software đặt ra từ công tác tổ chức đến các cái phương án kinh doanh, các phương án vận hành cũng như cái cơ chế ra quyết định. Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh, tức là cái vai trò của hội đồng quản trị và ban điều hành thì nó thể hiện rất nhiều trong cái công tác tổ chức, trong cái ứng phó dịch, và tiếp theo là cái cơ chế mà ra báo cáo và ra quyết định. Ví dụ như trong công tác tổ chức thì FPT Software là thành lập gọi là ban chỉ đạo phòng chống Covid, thì bao gồm luôn cả các thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành. Để mà nếu như trước đây thì các hoạt động nó tương đối rời rạc, nhưng mà trong cái tình huống mà nó
gấp gáp và nó phải đòi hỏi ra các quyết định nhanh chóng thì cái ban phòng chống COVID của Epsom là bao gồm luôn lãnh đạo của toàn bộ công ty. Thế và cái thông điệp mà FPT Software đưa ra cho khách hàng và đưa ra cho nhân viên để mà chia sẻ với khách hàng và với nhân viên của mình. Ví dụ như là với khách hàng thì sẽ có rất nhiều khách hàng mà trong cái lĩnh vực mà hàng không, du lịch, khách sạn người ta bị ảnh hưởng rất nặng thì có những phương án chia sẻ như là kết thúc dự án nhanh và có những cái giảm giá cho khách hàng. Thế còn nhân viên thì động viên và đặt cái an toàn và sức khỏe của nhân viên và gia đình lên mức cao nhất. Và lãnh đạo thì chia sẻ cho nhân viên của mình bằng cách tức là cắt giảm chi phí, nhưng mà cắt lương như của FPT là lương của các lãnh đạo là giảm 20%, còn nhân viên thì được giữ nguyên. Đấy là những cái thông điệp mà có tính chia sẻ cho để đảm bảo các hoạt động lâu dài của công ty. Thế còn các phương án kinh doanh thì thường đặt ra là những phương án kinh doanh ở mức tốt, mức trung bình và mức xấu. Thì các cái phương án vận hành thì thường là đặt cái phòng ngừa rủi ro ở mức cao nhất. Có một số các dự án thì trong mọi trường hợp tức là bị lockdown hay là bị cách ly hoàn toàn thì dự án vẫn phải được thực hiện. Thì cái cơ chế mà ra báo cáo ra quyết định nó phải rất là nhanh và phải các cái chỉ đạo nó phải kịp thời. Cái tần suất họp thì như trước đây thì một tuần một lần, hai tuần một lần, nhưng mà khi trong cái trường hợp mà dịch COVID xảy ra như này thì thậm chí một tuần là ba lần và có những cái cuộc họp là tức thời luôn, có những cái quyết định phải rất là nhanh chóng. Ví dụ như là khi mà thành phố Hà Nội chuẩn bị ra cái phương án là cách ly hoàn toàn ấy, thì có đến 300 nhân viên là trong vòng 4 tiếng đồng hồ trong một buổi tối là phải chuẩn bị các loại phương tiện để mà đi lên trên Hòa Lạc là cái campus rất là rộng của Epsom để mà trong vòng 3 tuần mà cách ly hoàn toàn cái dự án vẫn được đảm bảo thực hiện bình thường. Thì nó đòi hỏi là tất cả các phòng ban phải cùng tham dự vào những cái phòng ban mà đảm bảo cái nguồn lực phòng ban về hành chính, cũng như là đặc biệt cái quan trọng nhất chính là cái đảm bảo cái cơ sở hạ tầng. Bởi vì trong cái lúc mà môi trường làm việc của mình thay đổi như này thì cái việc mà nhân viên của mình làm việc ở nhà hay là làm việc ở cơ quan, làm việc chỗ khách hàng đều phải đảm bảo được cái tính an toàn, đảm bảo được cái tốc độ mà cái năng suất lao động để mà cái dự án đấy vẫn được tiến hành bình thường. Thì đây là trên sơ đồ các anh các chị nhìn thấy, tức là đây là con số gọi là thực tế tại FPT Software, tức là cái hình xanh đậm ở trên cùng thì là cái số lượng nhân viên làm việc tại văn phòng ở các thời điểm. Đây là được đo đếm ở một cái đoạn hàng ngày từ ngày 20 tháng 4 cho đến đầu tháng 5. Thì cái đường màu cam ấy là cái đường mà các nhân viên làm việc ở tại nhà. Thì đối với FPT Software mà đảm bảo cái thời điểm cao nhất là 4.000 nhân viên làm việc tại nhà ấy, nó rất là khắt khe và nó rất là vất vả, bởi vì cái lực lượng mà làm IT ở trong hệ thống của mình là phải chuẩn bị các cái nguồn lực và set up cái hệ thống của mình để mà cài đặt các hệ thống để mà sẵn sàng khi mà các cái dự án làm việc với khách hàng mà nhân viên của mình làm việc ở nhà vẫn đảm bảo được cái điều kiện an toàn, an ninh thông tin về mạng, rồi nó rất là nhiều vấn đề có thể xảy ra thì cái lực lượng mà làm IT ở trong FPT Software là liên tục làm việc trong mấy tuần liền để đảm bảo là cái công việc của toàn bộ nhân viên được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi. Trong cái thời kỳ khủng hoảng như này thì doanh nghiệp cần làm gì? Thì FPT Software có chia ra ba cái lĩnh vực quan trọng nhất. Thứ nhất là phải đảm bảo kinh doanh liên tục, tức là có những khu vực mà mình trong mọi trường hợp phải không được gián đoạn, phải đảm bảo kinh doanh. Và cái nhóm thứ hai chính là tối ưu vận hành, tức là đảm bảo tăng năng suất lao động và cắt giảm chi phí để thích ứng với cái môi trường, với cái khủng hoảng hiện tại. Và cái khối sản phẩm thứ ba chính là những sản phẩm mà có thể bứt phá được, tức là chúng tôi gọi là trong nguy có cơ, tức là trong cái lúc mà tình hình nguy cấp như này thì có thể có cơ hội gì để mà cho những cái sản phẩm dịch vụ mới hoặc những cái mô hình kinh doanh gì mới mà mình có thể chia sẻ, mà có thể mang đến cho khách hàng của mình một cách nhanh nhất để ứng phó, giúp khách hàng ứng phó với dịch.
thì các anh các chị nhìn thấy là có một loạt các sản phẩm ví dụ liên quan đến đảm bảo kinh doanh liên tục như là chữ ký điện tử, như là hợp đồng điện tử, như là các cái hội thảo như hôm nay, hoặc là đào tạo gọi là từ xa, rồi thanh toán tự động, rồi tóm lại tất cả các thứ là được thực hiện gọi là online. Nếu mà cái gì mình chuyển lên từ những cái hoạt động kinh doanh bình thường hàng ngày mà mình chuyển được online thì các cái sản phẩm, các cái giải pháp số của MT Software cũng tập trung để mà giải quyết được những vấn đề chuyển từ offline lên online. Cái nhóm sản phẩm thứ hai tức là tối ưu vận hành cho doanh nghiệp. Thì trong doanh nghiệp thì có rất là nhiều những cái hoạt động mà nó bị lắp đi lắp lại với cái số lượng lớn, thì những cái sản phẩm của MT Software giúp các doanh nghiệp tức là tiết kiệm được và thời gian cũng như là chi phí trong cái vận hành của mình. Và cái đặc biệt là cái sản phẩm thứ ba tức là nó liên quan đến cái chuyện là bứt phá, tức là những cái trải nghiệm của khách hàng trong cái thời Covid và những cái gọi là platform về thương mại điện tử. Trước đây thì khách hàng có thể đến nhà ăn, có một cái giải pháp mà MT Software cung cấp ngay cho các cái food court và các cái khu ăn uống của các doanh nghiệp mà có đông nhân viên, tức là có cái app và nhân viên của mình sắp đến giờ ăn có thể đặt gọi là smart menu và đến nhà ăn thì không có hiện tượng phải xếp hàng dài dằng dặc nữa, và nhân viên có thể lấy gọi là pick up đồ ăn thật là nhanh. Thì đấy là những cái nhóm sản phẩm dịch vụ mà FD Software đã phát triển và giúp chia sẻ với các khách hàng trong cái thời kỳ bệnh dịch. Và câu hỏi tức là liệu một cái bệnh dịch mới có thể xuất hiện hay không, và chúng ta làm gì để có thể chuẩn bị tốt nhất để ứng phó từ ngày hôm nay để cùng với các khách hàng, các đối tác của mình vượt qua cái thời kỳ Covid. Thì đấy là những cái thông tin mà FT Software trong thời gian vừa rồi, hội đồng quản trị cũng như ban điều hành cũng như là toàn bộ nhân viên của mình đã ứng phó như thế nào với trong cái thời kỳ Covid như này. Và có rất nhiều câu hỏi nữa thì lát nữa thì cũng sẵn sàng để chia sẻ, trao đổi với các anh các chị. Xin cảm ơn. Cảm ơn bà Hà. Nếu bà Hà đã chia sẻ rất là cặn kẽ cái cách thức mà FPT đối mặt với khủng hoảng như thế nào. Và tôi thấy có rất là nhiều những cái điểm mà tương đồng với cả ông Ivan cũng đã chia sẻ, bao gồm cái việc là hội đồng quản trị sẽ phải chủ động tham gia một cách tích cực hơn vào trong các hoạt động ứng phó với cả rủi ro, bao gồm cái việc là các ứng phó rủi ro theo 3 bước, từ việc ứng phó đảm bảo không hoạt động được liên tục, rồi đến giai đoạn phục hồi và đến cái giai đoạn bứt phá, đúng không? Và cũng bao gồm cái việc là chúng ta phải chuẩn bị rủi ro khủng hoảng, đúng không? Quản lý rủi ro khủng hoảng ngay từ hôm nay để đối mặt với cả cái làn sóng thứ hai hoặc là những cái loại rủi ro khủng hoảng khác mà chúng ta không đợi nó diễn ra rồi lúc đó chúng ta mới làm, đúng không? Và thế thì trong phần tiếp theo thì tôi muốn nghe cái sự chia sẻ từ phía ông Vũ Quang Thịnh với cái quan điểm và cái góc nhìn từ phía các cái nhà đầu tư. Thì hiện nay công ty của ông Thịnh thì quản lý các cái tổng cái danh mục tài sản khoảng 400-500 triệu đô và có đầu tư vào khá nhiều các cái công ty, và bản thân ông Thịnh cũng ngồi trong hội đồng quản trị của rất nhiều công ty. Thì ông có thể thấy là có thể đánh giá và chia sẻ các cái quan sát của ông về việc hội đồng quản trị của các cái doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay họ đã đang làm gì để có thể đối phó và quản lý cái khủng hoảng Covid. Xin mời ông Thịnh. Dạ, xin cảm ơn anh Thịnh. Thế thì như anh Thịnh đã giới thiệu, bọn tôi là đến từ một cái công ty quản lý quỹ, và cái công việc của bọn tôi là đầu tư vào vốn cổ phần ở những công ty cổ phần ở Việt Nam niêm yết. Thì trong cái danh mục đầu tư của tôi là có khoảng độ 24 cái công ty. Thì trong đấy có những công ty lớn và công ty nhỏ. Và quả thực là cái đại dịch nó đến hết sức bất ngờ. Với cả bản thân bọn tôi cũng làm cái việc hết sức bất ngờ. Thế thì ngay sau khi mà ổn định được cái tình hình công việc của công ty thì bọn tôi cũng cần quan tâm ngay đến những cái công ty của chúng tôi đầu tư. Với một cái suy nghĩ rất đơn giản, đó là làm thế nào đấy để có thể chia sẻ và đồng hành cùng những cái công ty mà mình đầu tư để vượt qua được đại dịch. Thế thì trong số những cái danh mục mà bọn tôi đầu tư thì có những công ty lớn, ví dụ như FPT hay Vinamin hay Mobile One, thì đều là những công ty mà hệ thống quản trị khá là mạnh mẽ, và những cái người lãnh đạo ở đấy cũng là những người rất là mạnh mẽ. Những cái thông điệp ngay từ đầu ban đầu của anh Trương Gia Bình hay chị Mai Kiều Liên hay anh Tài ở
với Won này đều là những cái thông điệp rất là quan trọng và cũng làm cho bọn tôi là những nhà đầu tư khá là yên tâm. Thế tuy nhiên trong cái danh mục bọn tôi còn có những công ty nhỏ hơn, và như anh Ivan cũng đã nói, có rất nhiều công ty là chưa có cái hệ thống quản trị rủi ro. Thế thì cái việc mà bọn tôi làm, mà bọn tôi quan tâm nhất đó là gì? Là làm thế nào để cho những công ty mà mình đầu tư không bị rơi vào hai cái trạng thái. Một là không làm gì cả, gần như bất động và coi như chỉ đến là nghe tin cập nhật về tình hình Covid ở Việt Nam. Đấy là một cái trạng thái rất nguy hiểm. Trạng thái thứ hai là bước vào một cái khủng hoảng và có những cái hành động nó không đúng lúc và không kịp thời. Thế thì cái mà bọn tôi làm nó là gì? Bọn tôi rất là quan tâm đến cái hội đồng quản trị liệu có đóng đúng cái vai trò là giám sát cái công việc của ban điều hành hay không. Thế thì bằng những câu hỏi thôi, bằng những câu hỏi rất đơn giản đối với lại ban điều hành và hội đồng quản trị mới rất đơn giản. Tôi ví dụ như là một câu hỏi là công ty có cái kế hoạch đảm bảo cái sự hoạt động liên tục hay không? Đấy. Thế rồi công ty có những biện pháp nào để đảm bảo sự an toàn của nhân viên? Công ty đã có những cái thông điệp, đã liên hệ với những khách hàng chủ chốt của mình chưa? Công ty có đảm bảo làm thế nào giả sử như Covid nó xảy ra trong vòng 3 tháng, mình có đủ tiền để hoạt động không? Hoặc là mình có đủ cái nguồn nguyên liệu để hoạt động không? Những cái câu hỏi rất đơn giản đấy sẽ giúp cho ban điều hành rà soát lại những cái rủi ro trong cái quá trình hoạt động. Và cùng với họ là, và bọn tôi cũng chia sẻ luôn những cái bài học tốt mà bọn tôi học được từ các công ty chúng tôi đầu tư hoặc từ những cái bài học mang tính quốc tế về cái quá trình về khủng hoảng. Chẳng hạn như ví dụ như chia nhỏ đấy, đội ngũ làm việc ra từng các nhóm. Thế do đó là có những cái hoạt động cách ly thêm, không tập trung tại một chỗ vân vân, những cái hoạt động đấy mà chúng ta đều biết. Thế thì với những công ty nhỏ hơn ở Việt Nam ấy, thì đấy cũng thực sự cũng là những bài học rất đáng quý. Và bọn tôi liên tục gọi điện, là cái tần suất để giao tiếp với các công ty nó trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Một tuần có khi phải nói chuyện 1 đến 2 lần với lãnh đạo các công ty. Thì quay trở lại là câu hỏi của anh Thịnh ấy. Vậy thì vai trò của hội đồng quản trị ở đây là gì? Tôi nghĩ cái vai trò quan trọng nhất của hội đồng quản trị ở đây chính là cái quá trình mà tư vấn, cố vấn cho các ban điều hành và quá trình giám sát cái việc thực hiện. Thế thì nếu như công ty chưa có cái kế hoạch về đảm bảo cái kinh doanh liên tục thì phải nhanh chóng dựng nó lên, có những cuộc họp khẩn cấp và dựng nó lên. Nếu công ty chưa có được cái ma trận để kiểm soát rủi ro thì cũng phải là nhanh chóng. Đấy là những cái mà việc rất đơn giản mà ngay lập tức là hội đồng quản trị phải làm. Tức là giống như là anh Ivan là đã cũng đã nói, tức là chúng ta phải có được cái kế hoạch đối phó rồi mới có được cái kế hoạch hồi phục, rồi mới có được cái kế hoạch mà tận dụng được cơ hội. Thì đầu tiên khi bước chân vào bước chân vào cái cuộc khủng hoảng phải có cái kế hoạch đối phó trước. Xin cảm ơn anh Thịnh. Cảm ơn anh Thịnh ạ. Và xin chúng ta đã nhận được cái sự chia sẻ từ phía anh Thịnh và từ phía chị Hà. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu sang cái phần hỏi và đáp. Và tôi cũng mong muốn là các quý vị đang theo dõi, nếu quý vị nào có các câu hỏi thì xin được đánh vào cái phần Q&A ở phía dưới màn hình. Và để làm rõ, để có cái phần về trao đổi một cách rõ ràng hơn, thì tôi xin được tóm tắt lại một chút cái tổng quan, những cái ý chính mà anh Ivan, chị Hà và anh Vũ Quang Thịnh cũng đã chia sẻ. Thì đầu tiên thì mọi người đều phải khẳng định rằng Covid đã gây ra cái ảnh hưởng rất là lớn ở trên cái quy mô và trên cái bình diện rất là rộng. Tuy nhiên thì cái mức độ ảnh hưởng của các cái ngành khác nhau là khác nhau. Thì anh Ivan có giới thiệu cái ma trận giữa cái cơ hội phát triển và các cái mức độ gián đoạn. Và các doanh nghiệp có thể sử dụng cái mô hình đó để có thể xác định xem là chúng ta đang ở đâu ở trong cái ma trận đó, và từ đó đưa ra các cái hành động và ứng phó một cách hợp lý. Vấn đề thứ hai, chúng ta cũng thống nhất rằng là cái Covid nó sẽ là một cái cuộc chạy đua đường dài, và không phải ngày 1, ngày 2 mà nó sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ phải sống trong cái tình trạng là rất nhiều cái sự không chắc chắn. Covid ở Việt Nam có thể quay lại bất cứ lúc nào, cũng như ở các nước trên thế giới. Và ngoài Covid ra thì chúng ta sẽ còn phải đối mặt với cả những cái rủi ro khác, ví dụ như là rủi ro chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung, bất ổn nền kinh tế toàn cầu. Và chính vì lý do như vậy cho nên là cái vai trò của một cái khung quản trị rủi ro khủng hoảng nó luôn luôn
được đặt ra và có yêu cầu là các doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị cho những cái khủng hoảng và chuẩn bị ngay từ bây giờ chứ không phải đợi các cái khủng hoảng tiếp theo ra thì lúc đó chúng ta mới tiến hành xử lý. Và trong cái chương trình quản lý rủi ro khủng hoảng đó thì hội đồng quản trị đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và có hai cái từ keyword, cái từ chính mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Một là vấn đề về định hướng trong cái việc là sẽ doanh nghiệp sẽ đối phó với các cái kịch bản khủng hoảng ra làm sao, định hướng để tìm ra các cái cơ hội kinh doanh mới. Mà trong cái series, cùng cái series hội đồng quản trị Kiên Tâm này chúng tôi thực hiện cùng với Deloitte cách đây khoảng 3 tuần thì anh Phan Vũ Hoàng cũng có chia sẻ là có một cái từ tôi rất tâm đắc, đó là cái từ chuyển, đó là chuyển đổi, đúng không ạ? Là chúng ta nhận biết được đâu là các cái mô hình mới để chúng ta có thể chuyển đổi, chúng ta thích ứng được với cả các cái rủi ro và các cái nguy cơ mới. Tiếp theo là hội đồng quản trị ở trong vai trò chiến lược thì cũng phải đóng có thể đóng vai trò tham mưu. Và anh Hoàng trước anh cũng nhấn mạnh là hội đồng quản trị tham mưu cho ban điều hành, cố vấn cho ban điều hành. Anh Thịnh nói rằng là nên cố vấn cho ban điều hành để xác định đâu là cái hướng đi nó đúng đắn và đầu hướng đi tích cực. Và cái vai sau khi vai trò định hướng thì chúng ta có cái vai trò giám sát, đúng không? Giám sát cái gì? Giám sát cái khung quản lý rủi ro của chúng ta, đúng không? Cái khung quản lý rủi ro, khung quản lý khủng hoảng của chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên, trong cái thời kỳ khủng hoảng này, chúng ta phải thường xuyên, chúng ta sâu sát hơn. Thì Hà nói là họ gặp đến 3 tuần một lần. Anh Thịnh cũng nói là cũng hội đồng quản trị cũng gặp nhà đầu, cũng gặp doanh nghiệp đến 3 tuần một lần, đưa ra các câu hỏi hợp lý, đúng không? Phù hợp để có thể giám sát được cái hiện trạng như thế nào. Và thì đấy là cái nền tảng và cơ sở mà chúng tôi đã có tổng kết lại. Và bây giờ tôi xin mời câu hỏi từ phía các quý vị khán giả qua các phần Q&A. Vâng, hiện nay thì trong chúng tôi cũng đã nhận được một vài các cái câu hỏi rồi và tôi xin phép được hỏi các diễn giả. Vâng. Ở đây chúng tôi nhận được một cái câu hỏi từ CEO của một cái công ty về thực phẩm đó. Ông có hỏi rằng là ưu tiên hành động trong mảng xuất khẩu food là như thế nào đó, trong thời kỳ COVID-19. Đó. Cái câu hỏi này nó cũng khá là cụ thể. Thì không biết là ông Thịnh với góc độ cái quỹ đầu tư đó, và trong một cái ngành xuất khẩu đồ ăn thì chúng ta, người của chị, của doanh nghiệp chúng ta nên hành động như thế nào? Và ông Ivan có thể nghiên cứu tiếp theo ạ, để trả lời câu hỏi dựa trên cái khung ma trận của Deloitte. Vâng. Thế thì với một cái doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm thì có thể làm gì được? Thì ở đây có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bất cứ một cuộc khủng hoảng nào nó đều tạo ra những cái thay đổi lớn. Và kèm theo những thay đổi lớn nó đều có những cái nguy cơ và nó đều có những cái cơ hội. Thế thì nằm trong cái ngành thực phẩm thì tôi không rõ chi tiết là sản phẩm cụ thể của mình là gì. Thế nhưng mà có thể hình dung là cái sản phẩm thực phẩm của mình là một trong những sản phẩm mà mang tính thiết yếu. Thế thì trong cái quá trình khủng hoảng có thể là cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải rà soát lại các khách hàng và chủ động liên hệ với khách hàng để đảm bảo rằng là những cái hợp đồng chúng ta đã ký là vẫn có thể tiếp tục thực hiện. Và cái phần thứ hai là liệu có cơ hội để có thể mở rộng được hơn. Và cũng một cái thông điệp rất quan trọng đối với khách hàng đó là cái khả năng cung cấp của mình như thế nào, khả năng đáp ứng những yêu cầu của khách hàng như thế nào, cả về thời gian và chất lượng cũng như là số lượng. Đây là việc đầu tiên chúng ta cần phải làm. Việc thứ hai chúng ta phải làm đó là cũng đảm bảo cái nguồn cung của chúng ta. Đấy, thế thì với cái như sản xuất về liên quan đến thực phẩm thì chúng ta phải đảm bảo là cái nguồn cung của chúng ta là ổn định và đầu chất lượng cũng như là cái nguồn gốc của thực phẩm. Thì đấy là hai việc phải làm quan trọng nhất. Thế thì liệu có cái cơ hội để có thể mở rộng cái thị trường của mình không? Liệu có cơ hội để có thể thay đổi cái thị trường của mình không? Thì là nó phụ thuộc vào từng công ty và tùy từng ngành hàng. Thế thì nếu như mà doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ chẳng hạn, thì nếu mà trong trường hợp Mỹ gặp khó khăn, trong khi Trung Quốc có khả năng là mở rộng sớm hơn, mở cửa sớm hơn, thì chúng ta cần phải tìm những cái cơ hội đấy. Và chúng tôi cũng có quan sát và theo dõi một số những doanh nghiệp niêm yết. Thì có những doanh nghiệp là mặc dù thị trường Mỹ và thị trường châu Âu bị co hẹp, nhưng mà thị trường châu Á của họ lại được mở rộng trong 3 tháng qua. Là một cái ví dụ.
chúng ta có thể làm. Cảm ơn ông Thịnh, xin mời ông Ivan ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn cũng như anh Thịnh đã chia sẻ. Thì là những cái anh Thịnh đã chia sẻ thì là Ivan hoàn toàn đồng ý. Ở góc độ Ivan muốn bổ sung thêm tí xíu về cái mô hình của Deloitte và cái mang trận doanh đoạn và cơ hội. Thì cái doanh nghiệp này là cái doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, thì nó đâu đó nó sẽ rớt vào hai cái ô mà chúng ta đã thấy mà Ivan đã trình bày trước đây. Một là cái ô xét lại ưu tiên, hai là cái ô nhảy vọt. Thì thường thường những cái chiến lược mà những cái doanh nghiệp nằm trong cái vùng này thì nên làm như thế nào, thì điều đầu tiên chắc chắn là chúng ta phải giảm chi phí, tập trung làm những cái việc cốt lõi, làm sao mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động. Và đồng thời là chúng ta cũng có thể suy nghĩ vào những cái mô hình kinh doanh mới như thế nào, chẳng hạn như là có thể chuyển xuất khẩu, nhưng mà có thể chúng ta có thể bán qua cả những cái kênh online hay là không, thì cũng phải tùy theo là giống như anh Thịnh cũng nói là tùy theo là chúng ta xuất khẩu sản phẩm gì và chúng ta đang xuất khẩu ở thị trường nào. Thì trong các thị trường thì chắc chắn có những cái thị trường nó sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà có thị trường nó cũng sẽ là mở rộng ra cánh cửa cho chúng ta. Thì đây là một số điểm mà Ivan add on top với những cái mà anh Thịnh đã mới chia sẻ. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn anh Ivan. Tôi cũng có mới nhận được một cái câu hỏi từ phía một doanh nghiệp sản xuất ạ. Câu hỏi này xin dành cho bà Hà là chúng ta có nên coi đại dịch COVID là cơ hội với sự phát triển của doanh nghiệp hay không? Và câu hỏi này chắc là tôi cũng xin mở rộng ra một chút là cũng theo cái ma trận của Deloitte đưa ra, thì tôi có thấy rằng những cái doanh nghiệp như của FPT thì được thuộc cái nhóm là có thể gián đoạn, nó sẽ bị cái khả năng gián đoạn sẽ thấp, nhưng mà cơ hội phát triển thì rất là cao. Thì cũng xin bà Hà chia sẻ xem là cái cách thức mà hội đồng quản trị tham gia vào để có thể tận dụng được các cái cơ hội phát triển trong mùa COVID này nó là như thế nào. Xin mời bà Hà. Cảm ơn câu hỏi của độc giả. Thì đối với FPT thì chúng tôi không coi cái này như là một cơ hội. Vì thực tế thì các con số mà thống kê thì cái dịch, đại dịch COVID này nó ảnh hưởng đến rất nhiều các khách hàng của mình. Khách hàng mà đặc biệt khách hàng của mình trên toàn cầu ấy thì cái bản thân là cái hoạt động của FPT nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thế tuy nhiên thì cái lĩnh vực công nghệ thông tin đúng là nó đang được đánh giá là trong cái lĩnh vực nó ít bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các lĩnh vực khác. Và cái cơ hội để mình có phát triển các cái sản phẩm, các cái dịch vụ mới của mình bây giờ nó cũng nhiều hơn. Các cái cửa sổ để mình đi vào, các cái window mình đi vào, các cái khách hàng mà trước đây khách hàng có thời gian, nhiều thời gian để cân nhắc thì bây giờ họ ít thời gian họ cân nhắc hơn và quyết định của khách hàng cũng nhanh hơn. Thế thì trong cái thời gọi là thời chiến thì FPT hành động như nào, thì hội đồng quản trị cụ thể là anh Trương Tư Bình là anh ra ngay một cái quyết định gọi là chuyển 10 cái điều quan trọng nhất của FPT trong thời chiến. Một số điều rất là quan trọng, ví dụ như là tối đa cái số lượng nhân viên của mình có thể work from home và vẫn đảm bảo được năng suất lao động như thời bình. Rồi ví dụ như cái điều nữa là cắt giảm chi tiêu ở mức gọi là giảm thiểu nhất, tức là những cái thứ mà những cái phụ cấp hay là những cái khoản mà đối với doanh nghiệp nó ở trong thời bình thì có thể hành động, nhưng mà trong thời chiến thì cái gọi là chuyển 10 của anh Bình này được nhân viên tiếp nhận ở khắp nơi, gần 4 vạn nhân viên, tức là rất là thấm nhuần để mà trong cái hành động của mình thì cái chỉ đạo của hội đồng quản trị rất là kịp thời như vậy. Thế thì đồng thời với cái cơ hội mình ra ngay những cái sản phẩm dịch vụ mới, vì trong vòng 2 tuần là cái nhóm mà nghiên cứu sản phẩm của FPT là và với cái điều kiện của Việt Nam để mà đảm bảo là khách hàng gọi là khách hàng hoạt động được bình thường đó. Thì đấy là những cái hoạt động của hội đồng quản trị cũng như các thành viên của lãnh đạo của FPT Software ứng phó trong thời chiến, trong thời COVID. Thế theo bà thì có nên coi cái COVID này nó là một cơ hội không ạ? Đấy là cái câu hỏi trực tiếp từ phía đây là một cái cơ hội để các doanh nghiệp có thể gọi là như FPT Software thì tập trung đầu tư vào những cái quy trình nội bộ
nâng cao cái năng suất lao động của mình. Nếu như trước đây lúc mà mình mải mê, mình rất nhiều khách hàng, mình mải mê về tốc độ tăng trưởng, mình không có nhiều thời gian để mình xem lại các quy trình nội bộ của mình, thì đây là một cái cơ hội tốt để mà nhân viên thì tự đào tạo và công ty thì xem xét lại các quy trình của mình để mà sẵn sàng khi mà đại dịch đi qua, cái tốc độ phát triển của mình nhanh hơn thì cái cơ cấu tổ chức cũng như là các cái quy trình của mình nó đã sẵn sàng để đáp ứng với cái năng suất nó có thể gấp 2, gấp 3 lần như thời điểm hiện tại. Dạ, cảm ơn bà Hà. Như vậy là đối với FPT thì chúng ta đã có thể coi đây là cơ hội để mà hoàn thiện mình hơn, đúng không ạ? Nâng cao hiệu quả hơn cái vấn đề về quy trình. Và thế ở xin hỏi câu hỏi cho anh Thịnh ạ. Anh Thịnh có thể chia sẻ thêm xem là từ cái quan điểm, từ những cái quan sát của ông trong vai trò các quỹ hoặc là các tham gia ngồi bo, ngồi tại hội đồng quản trị của các công ty thì có nhiều công ty họ biến cái COVID này thành cái cơ hội hay không ạ? Và trong cái quá trình đó thì cái vai trò của hội đồng quản trị, đúng không ạ? Nó thể hiện được như thế nào ạ? Thì mới thể hiện. Thực ra trong cái danh mục của bọn tôi ấy, thì là cũng có những công ty thực sự họ biến cái COVID này thành cơ hội. Tôi ví dụ như là một cái công ty trong cái chuỗi logistics, trong cái ngành lạnh, thì cái nhu cầu, mặc dù bình thường ra thì cái nhu cầu vận chuyển những cái sản phẩm mát lạnh của Việt Nam cũng tăng lên. Ngày xưa chúng ta chỉ chủ yếu mua thịt ngoài chợ, bây giờ chúng ta lại thích mua thịt ở siêu thị hoặc là thịt mát kiểu như là meat deli, hoặc là chúng ta ăn hoa quả vận chuyển bằng xe tải từ Trung Quốc về, bây giờ chúng ta lại ăn những cái quả táo nhập từ Úc, từ New Zealand mà cũng được bảo quản mát. Thì nhu cầu bình thường là tăng lên rồi. Thế nhưng mà trong cái đại dịch ấy, thì cái nhu cầu mua sắm từ xa của người dân còn tăng lên nữa. Thành ra là hầu hết là những cái công ty trong cái chuỗi đấy đều tăng trưởng rất là nhiều. Và công ty cũng phải coi đấy là một cái cơ hội, và họ phải bố trí lại cái toàn bộ cái quy trình sản xuất để có thể tận dụng được cơ hội. Và cái doanh thu của trong quý 1 của họ là tăng sấp xỉ 100%. Và năm nay họ vẫn đặt cái chỉ tiêu tăng trưởng là EBITDA của họ tăng lên đến 6-7% trong năm nay. Thì đấy ví dụ là một công ty cả, họ thấy đấy là cơ hội. Một công ty nữa bọn tôi đầu tư trong cái ngành logistics là last mile deliver, tức là cái những cái người vận chuyển cuối cùng đến tay người sử dụng ấy. Thì họ tham gia rất sâu vào cái chuỗi là thương mại điện tử. Và các coi như mọi người đặt hàng mua qua hàng qua các kênh thương mại cũng tăng lên rất nhiều. Và doanh thu năm nay họ cũng cái earning per share, tức là cái lợi nhuận trên cổ phiếu họ năm nay họ đã tăng khá là cao, lên đến 27%. Thì một số công ty thực sự họ tận dụng được cơ hội. Thế nhưng mà cái như tôi đồng ý với chị Hà, cái một cái cơ hội lớn nhất của chúng ta cho tất cả hầu hết các công ty, không bất kể một ngành nào, đó là cái cơ hội nhìn lại cái hệ thống, nhìn lại bản thân và làm mạnh lên cái hệ thống nội bộ, là cái tôi nghĩ là một cơ hội quan trọng nhất. Thì theo như kinh nghiệm của bọn tôi thì là hầu hết các công ty có trong cái quá trình tăng trưởng của mình, muốn tăng trưởng được về quy mô, thì những cái công ty có thể mạnh mẽ tăng trưởng và vượt qua được những khó khăn đều là những công ty rất mạnh về hệ thống quản trị nội bộ, trong đấy có cái hệ thống quản trị rủi ro. Thì thấy đây là một cái cơ hội rất lớn để cho những công ty chưa có những cái kế hoạch về ví dụ như chưa bao giờ lập một kế hoạch đảm bảo kế hoạch kinh doanh liên tục, hay là chưa bao giờ lập ra một cái kế hoạch về quản lý khủng hoảng, hoặc là chưa xây dựng một cho mình một cái khuôn khổ về quản lý rủi ro, thì đây cũng là một cơ hội rất tốt để có thể là tăng cường hoặc là đẩy mạnh hoặc là làm mạnh lên những cái hệ thống của mình. Chứ còn về thị trường, về nguồn nhân lực, về cơ hội huy động vốn vân vân thì nó tùy từng doanh nghiệp và tùy từng ngành. Có những doanh nghiệp thì đang rất vất vả, nhưng cũng có những doanh nghiệp thì coi đây, nhưng mà cái cơ hội về làm mạnh lên bản thân của mình thì tôi thấy đây là một cơ hội cho tất cả. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn ông Thịnh ạ. Và chúng tôi có nhận được một câu hỏi, chắc câu hỏi này sẽ gửi cho anh Ivan, là sự tham gia của hội đồng quản trị cũng tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà các công ty phải đối mặt, và trong đại dịch hiện nay thì có công cụ đo lường rủi ro nào giúp các doanh nghiệp và hội đồng quản trị đánh giá mức độ nguy hiểm, và theo đó thì khi nào hội đồng quản trị cần phải có hành động can thiệp kịp thời không? Thì đó là để tóm lại cái câu này một chút ấy, thì là quý vị khán giả họ nói rằng là không phải rủi ro nào hội đồng quản trị cũng sẽ phải xử lý. Và vậy thì có cái khung quản lý rủi ro hay có cách thức nào mà đánh giá mà cho phép là nó chỉ ra
đâu là cái rủi ro mà hội đồng quản trị cần phải xử lý hay không? Xin mời ông Ivan. Cảm ơn câu hỏi của các bạn và sự giải thích của Thịnh. Thì thật ra mà nói, thường thường khi mà nói về cái công tác quản trị rủi ro chung, đó là cái công tác của ban điều hành, không phải của hội đồng quản trị. Mà hội đồng quản trị thì đương nhiên là ultimate responsible, là người chịu trách nhiệm cuối cùng về cái cơ chế giám sát là cái công tác này nó được thực hiện. Thì khi nói về cái vấn đề là khi nào mà hội đồng quản trị cần tham gia, thì thường thường là cái câu hỏi đầu tiên đặt ra vậy, khi mà chúng ta nói về quản lý khủng hoảng, chúng ta đã có những cái quy trình, những cái protocol đó chưa? Và những cái quy trình đó khi nào là cần sự can thiệp, nếu mà những công ty sẽ có những cái quy trình rõ ràng và vai trò trách nhiệm trong cái vấn đề quản trị rủi ro, những cái key risk, nó gọi là những cái key strategic risk, là những cái rủi ro chiến lược hoặc là những cái khủng hoảng, thì lúc đó ban hội đồng quản trị mới can thiệp vào. Còn mà trên đa số thì là đa số là hội đồng quản trị chỉ ở góc độ tư vấn, và cái công việc mà quản lý xử lý những cái rủi ro chiến lược cũng như khủng hoảng là nó sẽ thuộc vào ban điều hành. Cho tới khi nào mà mỗi khi mà ban điều hành ra những cái quyết định và cần cái sự cố vấn và can thiệp của hội đồng quản trị thì hội đồng quản trị mới tham gia vào. Thì thường thường nó có những cái khung quản trị rủi ro trên thế giới, giống như chúng ta nói cái khung COSO EAM hay là cái ISO 31000, thì trong đó nó đều cũng nói rất rõ về cái vai trò của hội đồng quản trị là gì và khi nào cần tham gia. Thì tùy theo cái mức độ trưởng thành của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ, khi chúng ta xây dựng những cái khung đó thì chúng ta sẽ sắp xếp vào khi nào là lúc cần thiết mà hội đồng quản trị cần phải tham gia. Còn về cái vấn đề quản lý khủng hoảng thì hồi nãy giống như là anh Thịnh cũng đã chia sẻ, thì tùy theo cái mức độ khủng hoảng như thế nào, hội đồng quản trị sẽ tích cực và tham gia cực kỳ thường xuyên hơn và mang cái vai trò more vào cái vấn đề là cố vấn và đưa ra cái định hướng, đồng thời là giám sát, thay vì đích thân tham gia vào cái vấn đề quản lý rủi ro hay là khủng hoảng này. Dạ, Ivan xin hết. Vâng, cảm ơn anh Ivan. Hiện nay thì chúng tôi, thời gian chúng ta cũng sắp hết dành cho phần trao đổi rồi. Thì tôi xin phép được đưa ra một cái câu hỏi cuối cùng thôi ạ. Và cái câu hỏi cuối cùng có lẽ là cho bà Hà cũng như cho ông Vũ Quang Thịnh. Chắc là mời ông Vũ Quang Thịnh trả lời trước. Và trong cái phần đầu anh Thịnh cũng chia sẻ là dưới góc độ nhà đầu tư thì chúng ta muốn tránh cái việc là các doanh nghiệp quá thụ động, đúng không ạ? Có những doanh nghiệp thì quá thụ động không làm gì, có những doanh nghiệp thì làm nhưng không kịp thời, nhưng có những doanh nghiệp có thể là overreact, phản ứng quá. Thế thì trong cái phần của anh Ivan cũng đã có trao đổi là hội đồng quản trị cũng sẽ phải tích cực hơn, đúng không? Tham gia trong cái vai trò giám sát với cả ban điều hành. Thì trên thực tế có thể xảy ra một cái câu chuyện, đó là gì ạ? Là khi hội đồng quản trị can thiệp quá sâu vào hoạt động của ban điều hành, và trong cái thời kỳ khủng hoảng vì họ cũng rất là sốt ruột, nhiều người thì đại diện luôn cái chủ đầu tư luôn, thì họ rất là sốt ruột để xem cái vốn của họ, cái doanh nghiệp, cái đồng vốn của họ vào có bị ảnh hưởng hay không, thì họ dẫn đến là can thiệp quá sâu vào trong hoạt động của ban điều hành. Thế thì theo ông thì làm cách nào để hạn chế cái việc này nó xảy ra và đảm bảo làm sao cái sự can thiệp của hội đồng quản trị trong cái thời kỳ khủng hoảng này đạt được cái kết quả tối ưu cho doanh nghiệp? Theo tôi có mấy cái vấn đề ở chỗ này. Cái nếu như hội đồng quản trị can thiệp vào cái công việc của ban điều hành, nó có thể có vì rất nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do là người ta thấy những cái hành động của ban điều hành là không đủ liều lượng hoặc là không hợp lý. Đấy là một. Cái thứ hai là cái giao tiếp, cái communication giữa ban điều hành với hội đồng quản trị nó không thông suốt. Thành ra nếu như vai trò là một tổng giám đốc hoặc là nằm trong ban điều hành ấy, việc quan trọng đầu tiên của cái người làm trong ban điều hành trước những khủng hoảng này đó là rà soát lại cái kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục của mình và trình với hội đồng quản trị, tức là ngay lập tức là đề nghị là có một cái trao đổi với ít nhất là chủ tịch hội đồng quản trị về những cái việc mình định làm, những cái kế hoạch mình định làm và xin ý kiến hội đồng quản trị. Tôi nghĩ rằng là việc đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị. Việc thứ hai là chúng ta phải trao đổi. Và nếu hội đồng quản trị mà lắng nghe chúng ta, đồng ý với chúng ta
thì chắc họ sẽ không bao giờ can thiệp cả. Đấy là quan trọng. Hội đồng quản trị nhé, trong những trường hợp cần thiết mà họ thấy cần phải thay đổi, họ có quyền thay đổi tổng giám đốc. Thành ra cái việc mà họ tham gia, họ trực tiếp can thiệp vào khi họ không còn tin tưởng tổng giám đốc nữa là chuyện có thể, chứ không phải không có thể. Và tuy nhiên là với vai trò của người làm công tác điều hành ấy, là anh phải đảm bảo rằng những cái hành động của anh đã là những cái hành động có kế hoạch, được chuẩn bị. Và cái thứ hai nữa là anh phải communicate, anh phải giải thích, anh phải trình bày và anh giải thích cho những người lãnh đạo, cho hội đồng quản trị những cái việc mà anh định làm trước những cái việc đối khó phù hợp. Thì tôi tin rằng hội đồng quản trị khi mà họ đủ cái tin tưởng vào những cái hành động và kế hoạch của anh và cái những cái hành động của mình ấy, thì họ sẽ để cho chúng ta làm. Cảm ơn. Cảm ơn anh Thịnh. Xin mời chị Hà chia sẻ. Cho tôi thì trong cái giai đoạn mà khủng hoảng như thế này thì cái sự phối hợp giữa hội đồng quản trị và ban điều hành thì nó cần chặt chẽ hơn bao giờ hết. Hội đồng quản trị thì những thành viên hội đồng quản trị, đặc biệt là những thành viên mà hội đồng quản trị độc lập ấy, thì người ta nhiều khi ở ngoài doanh nghiệp và người ta có cái nhìn nó cũng toàn diện hơn, tổng thể hơn. Ví dụ như là giúp cho doanh nghiệp mình ứng phó nó cũng tốt hơn. Ví dụ một cái ví dụ nhỏ thôi, ở FPT Software là trong cái thời gian đầu thì Singapore họ có kinh nghiệm rất tốt, tức là chia nhỏ small division ra để tránh giảm thiểu rủi ro ở một cái location lớn. Thì cái đấy là ngay lập tức là thành viên hội đồng quản trị cũng như là ban điều hành là áp dụng ngay cho FPT Software. Hay là một cái ý kiến từ Nhật Bản, tức là người ta bảo là trong cái nhà ăn mà đông nhân viên ý, thì rút bớt một cái ghế ra và người ngồi ăn là theo đường chéo đối diện để đảm bảo là trong cái khoảng cách, tức là những cái quyết định rất là nhanh. Và cái sự phối hợp giữa các thành viên của hội đồng quản trị cũng như ban điều hành đã giúp doanh nghiệp mà ứng phó với dịch nhanh hơn. Thế thì một cái kinh nghiệm thì tôi cho rằng là trong chiến tranh thì cái quan trọng nhất tức là nó phải đảm bảo hai thứ, tức là thông tin liên lạc là nó phải thông suốt và kịp thời. Cái thứ hai là cái sự gọi là hiệp đồng tác chiến giữa ban điều hành, giữa hội đồng quản trị cũng như giữa các cái phòng ban ở trong công ty nó phải đảm bảo được. Thì tôi cho rằng là hơn lúc nào hết trong cái thời kỳ khủng hoảng thì cái vai trò của hội đồng quản trị kết hợp chỉ đạo cùng với ban điều hành, cái sự sát sao của ban điều hành để ứng phó nhanh của doanh nghiệp, thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp sẽ nhanh chóng là vượt qua được cái khủng hoảng và ổn định lại được tình hình hoạt động của mình. Vâng, cảm ơn bà Hà. Vâng, và thế đến đây thì chúng tôi thời lượng dành cho phần trao đổi thì cũng đã hết. Và tôi xin thay mặt VID thì và Deloitte Việt Nam thì xin cảm ơn cái sự tham gia của các cái diễn giả và khách mời ngày hôm nay, ông Ivan Phạm, ông Vũ Quang Thịnh và Chu Thị Thanh Hà. Và trong cái thời lượng 70 phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy rõ là gì ạ? Cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các anh các chị tham gia cái buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay, đó là với các chương trình khủng hoảng thì chúng ta nên bắt đầu ngay từ bây giờ, và hội đồng quản trị sẽ phải có cái vai trò dẫn dắt, vai trò định hướng, vai trò giám sát, đúng không? Và đảm bảo liên tục thông tin, tác điều phối tốt với cả ban điều hành, đúng không? Chúng ta đóng vai trò chiến lược và vai trò giám sát của chương trình rủi ro khủng hoảng này. Và tôi phần tiếp theo, và tôi cũng thay mặt ban tổ chức thì cũng xin cảm ơn quý vị đã tham gia vào cái chương trình hội thảo trực tuyến của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là mong muốn gặp lại các quý vị trong các chương trình hội thảo trực tuyến cũng như sự kiện tiếp theo của VID được tổ chức cùng với Deloitte cũng như các cái hoạt động chuyên môn khác. Xin cảm ơn các quý vị.